Tiếp theo đến mẫu chuyện 47, Hiền báo. Ông Nguyễn Văn Sóc, người ở xã Long Điền, quận Chợ Mới, An Giang. Thuở ấy Đức Thầy mới khai đạo, ông thường tới lui tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo để nghe Ngài thuyết giảng đạo lý. Hôm nọ, vào khoảng cuối mùa đông năm Kỷ Mão 1939, sau thời thuyết đạo, bỗng thấy một chiếc ghe vừa ghé bến, rồi một người đàn ông cặm sào bước lên bờ, đi ngay tới trước Đức Thầy chắp tay thưa: "Thưa cậu Tư, gia đình tôi ở Voi Cỏ Bác, ngang Tân Châu. Cách đây 3 tháng, thằng con tôi phát bệnh rất nặng, cả mình đều nổi u nần, da thịt dày cứng, ăn nói khác thường và đau nhức liên tiếp ngày đêm. Gia đình tôi lo chạy chữa nhiều nơi, tiền bạc hết sạch mà bệnh nó vẫn không giảm chút nào. Chỉ khi nó đòi ngâm mình dưới nước mới bớt đau nhức, nên mấy lúc gần đây nó hay trầm mình dưới sông, có khi cả 1-2 giờ kêu nó cũng không chịu lên. Nay tôi và thằng con lớn trói nó lại, ngâm trong chiếc ghe đầy nước đem xuống đây nhờ ông Tư trị liệu giùm." Đức Thầy nhìn người ấy bảo: "Ông xuống mở trói dắt con lên đây." Ông lão xuống ghe còn dần dừ, vì sợ mở trói nó nhảy xuống sông lặn mất đi, bèn trở lên hỏi ý kiến Đức Thầy lần nữa. Đức Thầy dạy: "Ông cứ làm y lời tôi đi, nó không chạy đi đâu mà sợ." Người ấy vâng lời, xuống mở trói dắt con lên. Đức Thầy bưng ly nước mát, nhìn ngay bệnh nhân đứng đối diện nói: "3 tháng nay gia đình người ta đau khổ nhiều lắm, thôi bao nhiêu đó đủ rồi." Nói xong, Ngài hất ly nước vào mặt bệnh nhân. Người bệnh nhân té xỉu bất tỉnh. Vài phút sau, Đức Thầy bảo ông Năm Chơn đỡ lên. Cậu thanh niên tỉnh táo lại như thường. Đức Thầy xoay qua nhìn thân phụ của bệnh nhân nói: "Trước đây ông giết cả 2 mẹ con người ta, bây giờ mới gặp quả báo như vậy." Người ấy vội trả lời: "Thưa ông Tư, từ nhỏ tới lớn tôi không có giết ai hết." "Ông nhớ kỹ lại đi, ông đã giết mẹ con người ta 1 lượt mà." Người ấy suy nghĩ một lát chắp tay: "Thưa ông, tôi nhớ kỹ rồi, suốt đời tôi không có giết ai hết. Nhưng có điều, gia đình tôi từ trước tới giờ chuyên sống nghề đâm cá. Nguyên thời gian qua, tôi có đâm được 1 con cá sấu, khi đem nó lên xuồng rầu, ít phút sau lại đâm thêm được 1 con cá sấu nhỏ nữa. Chúng tôi đem hết về xẻ thịt bán lấy tiền chi dùng trong gia đình, chỉ có thế thôi." Đức Thầy liền nói: "Tất cả sinh vật hữu tình đều có linh hồn, đều có thân xác, biết ham sống sợ chết, biết đau khổ oán hận như loài người vậy. Mỗi hành động nào cũng đều có nghiệp quả báo hết. Do đó tôi mới nói ông giết 2 mẹ con người ta. Từ đây gia đình ông phải cải hối ăn năn, bỏ nghề cũ đi, tìm nghề khác sanh sống. Nghiệp quả bớt dần, con ông sẽ hết bệnh." Nghe Đức Thầy giải thích, ba cha con ông ấy quá ghê sợ, chắp tay cúi đầu xin với Đức Thầy để được sám hối quy y, rồi thỉnh thêm 3 thang thuốc nam từ tả ra về, thuật theo lời ông Nguyễn Văn Sóc. Phụ bà: "Xưa kinh Phật từng dạy, hễ gieo gió thì gặp bão. Sách thánh cũng có nói: chủng qua hoàng đắc qua, chủng đậu hoàng đắc đậu." Câu chuyện gia đình của cha con ông lão chùi cá quả là nghiệp báo hiện tiền. Vì khi tạo nghiệp đến lúc hưởng quả, thời gian chỉ có 1 năm, tức trong đời người mà thôi. Trong luật quả báo có biệt nghiệp và cộng nghiệp rất phân minh. Biệt nghiệp là do nghiệp nhân một người tạo ra, thì sau đó chính mình người ấy hưởng quả. Còn cộng nghiệp là do nghiệp nhân nhiều người cùng chung gây tạo, hoặc cả gia đình cùng gây rồi cùng chung hưởng. Sau này cũng nhiều người cùng chung chịu quả. Ví như nước này đem binh đánh giết nước khác,
thì sau này cũng bị nước khác đem binh đánh phá giết hại binh lính nước này, không hề sai chạy. Đức Thầy đã xác định trồng bóng kiểm giống chi hưởng nấy, hoặc là luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Sự trạng của cha con người đâm cá trên là trường hợp cộng nghiệp. Còn ông bơi xuồng, ông đâm cá sấu đem về sẽ thịt bán, cả nhà chung hưởng. Chỉ cách có một năm là kết quả. Con ông bị nghiệp cảm đau nhức, da thịt nổi u nành, trầm mình dưới nước như cá sấu và bị mất trí khôn. Cả nhà phải khổ vì người bệnh, phải lo lắng chạy chữa hết bạc tiền, ngày đêm biến ăn bỏ ngủ. Đây là sự quả báo nhãn tiền. Đời xưa quả báo thì vậy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Gặp lại gia đình ông lão đâm cá cũng còn chút duyên lành, nên may mắn gặp được Đức Thầy chỉ cho phương cách để chuyển nghiệp. Từ đây gia đình hãy cải hối ăn năn, bỏ nghề cũ tìm nghề khác sanh sống, nghiệp quả bất dần, con ông sẽ hết bệnh. Và trong khuyến thiện, ngài cũng thường khuyến quá: phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi